Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
đức hàng giáo phẩm lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức, hiện tiền thập phương chư tăng thủy từ chứng giám. Giờ phút này có các vị đại diện cho pháp tử, giới tử, sơn môn pháp phái, thân quyến, pháp quyến và tín đồ tại chốn tổ đình chùa Vọng Cung có duyên sự đầu thành đỉnh lễ, chúng con xin đại bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức hàng giáo phẩm, hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức hòa thượng lượng tạng nguyện quyền thập phương chư tăng thủy từ chứng giám. Ở chốn tổ đình chùa Vọng Cung chúng con có hòa thượng, có pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam sang làm viên mãn tịnh độ viên hành. Ngày hôm nay là một năm được phép của chư tôn thiền đức trong hàng giáo phẩm lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép các sư chúng con ở trong sơn môn pháp phái tổ chức. Chúng con tự nghĩ chúng con không biết túc phúc gì được kiền đỉnh trên chư hòa thượng thượng tọa trong hàng giáo phẩm ba miền Bắc Trung Nam tổ đình chùa Vọng Cung chúng con để dự buổi lễ. Giờ phút này có các vị đại diện pháp tử, giới tử, sơ môn pháp phái, thân quyến, pháp quyến, đồng bào pháp phái, sơn môn pháp phái và chúng pháp phái tổ cung được đại diện chư hòa thượng và Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn để lễ bái được. Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật chức buổi lễ tưởng niệm tiểu đường Đức Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về chứng minh cho buổi lễ hôm nay, chúng con xin thành tâm giới thiệu có hòa thượng Thích Chí Dũng, thành viên hội đồng chứng minh Trung ương tin, hòa thượng Thích Thiện Hào, thành viên hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố vấn ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, hòa thượng Thích Thanh Tứ, phó chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Thanh Hiền, thành viên hội đồng chứng minh, hòa thượng Thích Thuận Đức, phó chủ tịch thành viên hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban nghi lễ Trung ương, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, hòa thượng Thích Chí Quảng, trưởng ban Hoàng pháp Trung Quốc Hồ Chí Minh, thượng tọa Thích Thanh Hiếu, phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thượng tọa Thích Nhất Toàn, ủy viên thư ký hội đồng trị sự, phó ban giáo dục tăng ni, phó ban hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, thượng tọa Thích Thanh Vệ, ủy viên hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chánh văn phòng
tòa Thích Thanh Pháp, ủy viên ban nghi lễ trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại đức Thích Thanh Giác, ủy viên ban văn hóa trung ương, chánh văn phòng thành hội Phật giáo Hải Phòng, đại đức Ly trưởng Thích Đạt Nhược, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Ly trưởng Thích Đạt. Chúng con xin chân thành giới thiệu có ông Trần Trung Nam, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban, ông Nguyễn Văn Duyên, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hôm nay cũng về dự buổi lễ, bà Nguyễn Thị Theo, phó chủ tịch, ông Phạm Huy Nghị, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nam Định, ông đại diện giám đốc đài truyền hình, các vị đại diện cho ban tôn giáo chính và các ban ngành của tỉnh Nam Định hôm nay cũng về dự. Giáo thành phố Hồ Chí Minh hội về vừa mới kết thúc, các trường hạ tiền an cư ngày 15 tháng 7 vừa qua và ngày 14 tháng 7 văn phòng 2 trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam làm lễ tưởng niệm tuần lễ tiểu tường của Đức Phó Pháp Chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam tại văn phòng 2 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Kính tôn hòa thượng, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội giáo Việt Nam, kính bạch kính tôn hòa thượng, chư trường hòa, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư trường hòa, đại đức tăng ni thuộc ban trị sự các tỉnh thành hội Phật giáo, kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho đảng, chính quyền và mặt trận các cấp, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức tuyên đọc tiểu sử của hòa thượng Thích Tâm Thông, phó pháp chủ kiêm chánh thư ký hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên ban chấp hành hội người cao tuổi Việt Nam, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, viện chủ tổ đình hội trung thành phố Nam Định. Thứ nhất, thân thế hòa thượng Thế Danh Nguyễn Văn Tiến, pháp hiệu Thích Tâm Thông, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1917 tại thôn An Ninh, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trong một gia đình có truyền thống kính tinh tam bảo, tổ tiên có nhiều vị xuất gia đồng Phật nên ngài cũng được kết thiện duyên với chốn thiền môn từ cỡ nhỏ. Năm 1931, ngài xin phép từ việc song thân đến chùa Lý Nhân, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, cầu pháp với sư tổ Pháp Quý Thích Thanh Lực, tự Từ Quang, hiệu Bảo Giám. Sau 3 năm cần mẫn học tập và gấp tác phụng Phật sự sư, năm 1934 ngài được nghiệp sư làm lễ thế pháp và cho thọ giới sa di tại giới đàn chùa Đông An. Tổ sư Thích Quảng Lãm làm hòa thượng đàn đầu. Năm 1939 ngài được đăng đàn thọ giới tu túc tại chùa Quán Sứ, trụ sở hội Việt Nam Phật giáo. Hòa thượng cùng với 50 vị giới tử khác trúng tuyển sau kỳ khảo hạch giới đàn và lễ sám 21 ngày do sư tổ Thích Tô Liên làm chủ sám. Trong giới đàn này, sư tổ Trung Hậu là hòa thượng đàn đầu cùng chư vị giới sư cao thiền thạc đức trong các sơ môn lớn ở miền Bắc chứng đàn. Từ đây ngài thực sự dựa vào hàng tăng bảo là sứ giả của Đức Như Lai với trọng trách tượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Sau khi thụ đại giới, do tính tình khiêm cung hiếu học, ngài luôn được thị giả của chư tổ sớm tối để tu học, lần lượt ở các chốn tổ như chốn tổ Tế Xuyên, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, trường Phật học Quán Sứ Hà Nội, chốn tổ Bồ Đề, chốn tổ Trung Hậu, chốn tổ Cao Phong, chùa Cồn, ở đâu ngài cũng được thầy thương bạn mến bởi sự hiền hòa chân thành nghiêm trì giới luật.
năm 1942, Ngài được Hội Phật giáo chính thức cử vào Huế tu học tại Phật học viện Báo Quốc. Đến năm 1945, Ngài lại trở về thủ đô Hà Nội, bắt đầu dấn bước trên con đường phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Ba, phụng sự đạo Pháp. Với trọng trách của một vị sứ giả Như Lai, Ngài luôn canh cánh bên mình sự nghiệp hoằng vương vô Phật Pháp lợi lạc cùng sinh. Vì thế, ngay sau khi kết thúc khóa học tại Phật học viện Báo Quốc Huế vào năm 1946, Hòa Thượng về chùa Lam Cầu làm thư ký của Hội Phật giáo Trung Quốc và tham gia công tác tình dân học vụ và cô nhi viện. Cuối năm 1944, Ngài bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà giam Nam Định. Đến 1948, Hòa Thượng chống Pháp về chùa Cồn, nơi tổ về tại Thượng Hữu Tăng Già Giáo hội Toàn quốc trụ trì. Năm 1949, khi giặc Pháp tiến chiếm Nam Định, Ngài lại trở về chùa Quán Sứ. Thời gian này, Hòa Thượng được Hội Phật giáo Việt Nam cử về chùa Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ở đây, Ngài giảng dạy Phật Pháp phổ thông cho các Phật tử và vận động nhân dân tham gia cứu quốc. Năm 1951, khi Tổ Tuệ Đoàn nhận lãnh trụ trì chùa Bổng Cung, Nam Định, Hòa Thượng trở về hầu tổ và được cử làm giám viện. Với cương vị giám viện, Ngài luôn tinh tấn trong mọi công việc phụng sự Tam Bảo, giúp dân, giúp nước. Ngài luôn nghiêm trì phạm hạnh, tánh tu tam vô lậu học, giữ gìn thanh quy bách trượng như Ngài tổ còn tại thế. Năm 1972, Ngài làm ủy viên thường trực Ban trị sự Hội Phật giáo thấp nhất Việt Nam. Cũng trong thời gian này, chiến tranh phá hoại diễn ra ác liệt ở miền Bắc. Quân của giặc Mỹ đã phá hủy toàn bộ ngôi chùa khang trang trước đây và biến khu vực chùa thành những hố bom sâu quá đầu người. Ngay khi tiếng bom vừa dứt, Ngài đã cùng các sư trong chùa có mặt tại cảnh độ Nam, cử là Phó Trưởng đoàn Phật giáo Việt Nam tham quan hội nghị Phật giáo Việt Nam, cho hiệp hội các tông phái Phật giáo Việt Nam tổ chức đi tới đâu. Phật giáo Việt Nam ấn tượng đẹp đẽ về sa tăng Việt Nam và thắt chặt liên mối quan hệ Phật giáo giữa hai nước. Năm 1990, Ngài được Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ông Lan Tăng Con tổ tôn tổ sau hội nghị Ngài đại đoàn tham quan Liên Xô. Cũng trong năm 1990, đã thành một trưởng ban các ban cả nước đi tôn tới cô Phó Pháp Chủ kiêm Tân Thế Ký Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài việc tham gia phụng sự ở Trung ương, Hòa Thượng còn quan tâm đến Phật giáo ở địa phương. Hòa Thượng đã làm phó ban và trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh cho đến ngày nay. Trong phụng sự tại tỉnh, Hòa Thượng cũng chăm lo đến đào tạo tăng tài kế bản trai lai, đặc biệt ở không lúc nào Hòa Thượng lãng quên phần sự chính của người đệ tử Đức Phật Đà, hoằng pháp vi gia dụ, lợi sanh vi sự nghiệp. Hòa Thượng đã trao truyền giới pháp cho hàng ngàn tăng ni giới tử. Ngài đã dày công soạn thảo Phật pháp để hướng dẫn cho toàn thể tín đồ thấm nhuần giáo lý từ bi, giải thoát của Đức Từ Phụ, bỏ ác làm lành. Do giới đức tinh nghiêm, ân cần đông hậu, hàng vạn tín đồ đã hướng tâm. Năm 1958, Hòa Thượng làm chi hội trưởng chữ Phật Đỏ Phật giáo thành phố Nam Định. Năm 1959, Hòa Thượng làm ủy viên liên đoàn Phật giáo Tổ quốc thứ ba thành phố Nam Định. Năm 1958 đến năm 1977 là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định. Năm 1980 là ủy viên Phật giáo Tổ quốc tỉnh và thành phố Nam Định cho đến ngày nay. Năm 1983, ủy viên Ban Hội đồng Tổ quốc công tác xây dựng Tổ quốc. Giáo cả nước tham gia ủy viên ban chấp hành hội, dù ở bất cứ nơi hoàn truyền Phật pháp, góp phần xây dựng đất nước, đền đáp tứ trọng ân, làm sáng đạo. Ngài là một trong những vị cao tăng có giới hạnh tinh nghiêm, công sáng của thế kỷ 20 này. Để ca ngợi tiêu biểu những công lao to lớn mà Hòa Thượng đã cống hiến, Hội đồng Nhà nước đã trao tặng Ngài huân chương kháng chiến bằng khen hạng nhất.
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huy chương vì sự nghiệp chữ thập đỏ Việt Nam và nhiều danh hiệu cao quý khác. Nam mô Việt Nam. Trước giờ đọc lời tưởng niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con thành kính quốc tỉnh chư ơn hòa thượng hiện tại hiện tiền thập phương chúng an và quý vị đại biểu đứng dậy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng hàng giáo phẩm, lãnh đạo trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu, kính bạch chư hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và giáo hội tín đồ Phật tử, từ trái tim của đất nước cũng là nơi đức khó bắt chủ. Dù công tác Phật sự bận rộn, tuổi cao sức yếu, nhưng hòa thượng không quản đường xá xa xôi về chứng minh và dự buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Giờ phút này, ban tổ chức chúng con thành tâm đê đầu cung đỉnh Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên đọc lời tưởng niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin cung đỉnh Hòa thượng. Lời tưởng niệm Giác Ninh Hòa thượng Thích Tâm Thông, Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đại biểu, kính bạch Giác Linh hòa thượng, kể từ ngày giá hạt cao bay tùng xanh rủ lá, chùa vòng cung mây ẩn bóng yêu đàm, phiền bát nhã xuôi dòng bản thể, thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã đến ngày lễ tiểu tường trong giờ phút trang nghiêm hòa hợp. Với lòng thành kính vô biên, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni và Phật tử cả nước xin có đôi lời tưởng niệm. Nhớ Giác Linh xưa, từ chân như pháp giới duyên khởi vô tận, hòa thượng đã hiện thân giữa cõi đời này như một vì sao sáng. Đất Nam Định làm nơi thỏa mãn để một đời đạo tục dung thông, hòa thượng đã sớm phát chí xuất trần từ thuở 15, chốn Nam Cầu nêu cao chí cả, tổ thanh lịch cầu thụ xuất gia, đường giải thoát lâng lâng nhẹ gót, vượt trần gian siêu thoát luân hồi, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để né huyền vi mãi ở trong tâm trung thông pháp giới. Khi nhân duyên hội đủ, luật Phật định kỳ, hòa thượng đã cùng tổ sư trung hậu cầu thụ tam đàn, ngôi tăng bảo tam tôn kế vị, làm cho tổ ấn trùng quang đạo tâm giác thế, suối nghĩa dàn dào, rừng thiền hoa nở, hương giới bay xa, trang hòa pháp giới, làm sáng danh nhà họ Thích ngàn đời. Quả thật, nào ai biết được trời không mấy, một dãy non xanh hiện đã lâu. Thế rồi, hòa thượng trên bước đường hành đạo, dù ở cương vị nào, đạo hay đời, ủy viên Mặt trận Tổ quốc, ủy viên thường trực Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Phó Chủ tịch, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh vân vân, ngài đã luôn luôn nêu cao gương uy mãnh, Thích Hải Côn Bằng, Thiền Lâm Lương Tượng, Long Tượng, quyết chí một lòng chấn hưng và phát triển ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, góp phần viết nên trang sử vàng son cho đạo pháp qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử. Thật vậy, công lao đổ xuống đất này cho hoa đạo pháp ngày ngày thêm tươi,
bằng hạnh nguyện từ bi cao cả, hiền hòa hỷ xả, tạo hạnh trang nghiêm, giới đức thanh tịnh như lưu ly trong suốt, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo chan hòa, nhiếp hóa mọi người bằng tự thân tắc mỗi lời nói thâm nghiêm nhân hậu của hòa thượng là suối ngọc từ bi làm mát lòng đại chúng. Mỗi cử chỉ từ hòa giải thoát của hòa thượng là lẽ sống muôn đời cho đạo pháp, cho thế nhân xuôi dòng bản thể bất diệt. Trên tinh thần tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, hòa thượng đã mở trường Phật học đào tạo tăng tài, đăng đàn thuyết pháp, khai đại giới đàn, thí giới khai tâm qua bao trường hương hóa hạ khóa hạ, đào đủ thắng duyên cho bao thế hệ tăng ni tu học, thọ trì giới pháp, từng đàn giới tử, đạo tục học đồ, tâm khoa khai pháp, nuôi lớn căn lành, mạnh mẽ bước đi trên đường giải thoát. Công đức ấy cao như núi Thái, sâu tựa biển Đông. Quả thật đem thân tâm phục sự cõi trần, trần duyên mai một, pháp thân sáng ngời. Với chí nguyện vì dân, vì nước, vì độc lập tự do, hòa bình hạnh phúc, hòa thượng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần yêu nước trong sáng nồng nàn, đã góp phần giải phóng quê hương, thống nhất tổ quốc, làm cho tốt đạo đẹp đời, một truyền thống quý báu ngàn đời của Phật giáo Việt Nam được tiếp nối qua bao thế hệ. Trong tinh thần hòa hợp, tứ chúng đồng tu, hòa thượng đã cùng các tổ chức giáo hội, hệ phái Phật giáo cả nước hòa hợp, đoàn kết cùng nhau xây dựng thành công ngôi nhà thống nhất Phật giáo Việt Nam. Thực hiện nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam của tăng ni Phật tử xuyên suốt dòng lịch sử truyền thừa 2000 năm. Sự ra đời của giáo hội Phật giáo Việt Nam là đỉnh cao của thời đại mà hòa thượng đã góp phần công đức rất lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm và vững mạnh trong lòng dân tộc. Để rồi hoa đào pháp nở rộ trong vườn hoa xã hội, trái bồ đề xen kẽ trái bình đẳng tự do. Những tưởng trên bước đường thực hành Bồ Tát đạo, thừa hành Phật sự, hòa thượng còn phát tính tích lâu hơn nữa để làm lợi lạc hữu tình, làm bóng cây đại thụ che mát tăng ni Phật tử hiền đến khi vô ngài. Như cánh nhàn giữa trời không, như bóng trăng in đáy nước. Quả thật trăm năm trước chỉ còn giữ lại tấm lòng từ bi, trong ý nghĩa vô thường giữa lòng bất diệt cống hiến cho đạo pháp và chúng sinh, sẽ còn vững mãi trong tâm tư thời hiện đại. Quả thật một mai thân xác yêu tâm danh hương vẫn nở thế gian muôn đời, pháp thân lòng lòng sáng ngời, an hòa pháp giới rạng ngời sự sanh. Hôm nay nhân ngày lễ tiểu tường của hòa thượng, trước linh tài có hương nghi ngút đèn bạc đá lung linh, chúng tôi những người bạn đồng hành đồng sự pháp giữ trong cánh pháp tình duyên sơn trong sáng đời đời, quốc nén cho vương với lòng thành kính, nước bát tước trắng trong hoa giải thoát thơm tho đồng chứng minh. Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử Việt Nam quyền kề vai sát cánh bên nhau, hòa hợp đoàn kết một lòng, quyết tâm đi càng ngày hưng thịnh, trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc, cùng trang sử giảng đời của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Cuối cùng trong ý nghĩa niết bàn vô tung bất diệt, pháp thân bỗng lộc mười phương, xin giác linh hòa thượng từ bi chứng giám. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
kính bạch chư tôn hiền đức hòa thượng thượng tọa hiện tiền thập phương chư tăng, kính thưa quý vị đại biểu, thưa tín đồ Phật tử. Dù công tác xã hội rất là bận rộn, trong khi hòa thượng phó pháp chủ Thích Tâm Thông phiên dịch được sự quan tâm của đảng nhà nước các cấp, nhất là tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận, ban tôn giáo chính quyền tỉnh và các ban ngành của tỉnh đã giúp đỡ tận tình về việc tống trung an táng hòa thượng. Kính thưa thân quyến cố hòa thượng Thích Tâm Thông, hôm nay đoàn đại biểu thay mặt các vị lãnh đạo tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, ban tôn giáo chính quyền tỉnh Nam Định về dự lễ tiểu tượng cố đại lão hòa thượng Thích Tâm Thông. Trước lễ đài trồng hương khói tỏa, chúng tôi thành kính dâng hương hoa và lễ vật cùng đôi lời cảm niệm kính bạch giác tinh hòa thượng chứng giám. Chủ sự hội Phật giáo tỉnh Nam Định có chủ tịch đồng trị sự trung ương giáo hội, có pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, có chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, là đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Nam Định, hội đồng nhân dân tỉnh nhiều khóa tham gia hoạt động. Và lần thứ tư đây là lời tiếp nối sự việc của tổ tuệ tạng thượng thủ tăng già, trung tâm xây dựng tổ đình vọng cung thành một các trung tâm đào tạo tăng già thành một danh lam thắng cảnh của thành phố Nam Định. Và lần thứ trong hai hội đồng giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch sư tôn đức tăng ni tăng văn trị sự Phật giáo các tỉnh Hà Nội, quý quan khách, kính thưa quý vị Phật tử, trong giờ phút trang nghiêm trọng thể trước linh đài và cõi hương, môn đồ pháp viễn chúng con có viên sự đầu thành đỉnh lễ xin dân lời các bạch. Tôn sư chúng con ra đi đến nay đã tròn một năm, để tỏ lòng kính tiếc đối với bậc thầy khả kính, nhân ngày lễ tiểu tượng xin cho phép chúng con được dâng lên đôi lời tưởng niệm. Hướng bạch các minh thầy thì từ chúng giám đạo pháp dân tộc kiện toàn, thầy đi để lại muôn vàn nhớ thương. Bạch các minh thầy, thế là hết, thầy đã kính viễn ra đi. Từ nay chúng con sẽ mãi mãi không bao giờ còn có dịp hội diện trước một hình ảnh từ hòa khả kính mà chúng con hằng công thờ trong tâm tưởng. Trong khi giới tăng ni hân hoan đón mừng ngày tự tứ và mùa thu lan đã trở về trong lòng mỗi người con Phật, giữa lúc đó đây tràn ngập niềm vui nếu hạnh thì thầy đã nhận gọi về cõi nước bàn. Cũng ngày này năm ngoái, đứng trong khuôn viên bệnh viện Việt Trung, tự dưng con cảm thấy cô đơn lạc lõng, tấn vắng vô vàn. Con không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả hết nỗi tiếc thương và lòng kính trọng của chúng con trước sự ra đi vĩnh viễn của thầy vào trong vắng lặng. Nhớ lại khi chúng con mới về chùa, thân thừa bầu cận thầy, mặc dù tuổi đã ngoài thất tuần, cái tuổi của lão già an chi, nhưng thầy vẫn có công giáo dưỡng chúng con, mong cho chúng con nên người làm tốt những việc nhỏ, lời dạy quy đơn xưa mà ý nghĩa thân thí biết bao. Ngày tháng trôi qua, không sinh thời gian cũng không thể xóa nhòa hay làm quen lố được quen xúc động khi thầy dạy chúng con học hoàn. Văn bằng bên tay chúng con lời giảng của thầy sẽ chung chung cảnh chúng con xin cầu chúc chú tôn đức pháp thể quý nhân và quý quan khách được an vui và trường an vui. Thank you.
về các phong
chí của trường. Trong đại lễ hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi những sơ suất, tướng mong chi tôn đức và các quý vị nghĩa tình hoa kỳ kính chúc chi tôn đức và quý thiện vị vô lượng an lạc phúc thuận gia đình. Nam mô A Di Đà Phật. Đảng chính quyền mặt trận kính thưa quý vị đại biểu, thưa tín đồ Phật tử, cùng trong buổi lễ tổ chức tuần tiểu đường, Đức Phó Pháp Chủ cũng như chủ sứ chắc chắn không thể không sao tránh khỏi được những thiếu sót, cũng như tiếp đón quý hòa thượng và quý vị đại hương pháp phái xin lê đầu đỉnh lễ sám hối hiện tiền thập phương chư tăng và xin thành thực cáo lỗi tới quý vị đại biểu và tín đồ Phật tử về sự buổi lễ hoan hỷ cho ban tổ chức. Chức xin cung thỉnh chư tôn đức hàng giáo phẩm về quy phòng đề nghị các vị đại biểu về nhà khách xây nước và các thượng tọa về cho chúng con và tất cả chúng sinh đều cộng thành Phật đạo. Xin cung thỉnh các hòa thượng quy phòng các vị đại biểu về phòng khách xây nước, các hòa thượng và chư tăng lên văn lễ. Nam mô A
记得。